gọi đi rồi hả má? Ừ. Má ơi, nhưng mà hai má con mình cũng phải cẩn thận nha má. Quan sát xung quanh nha má. Yên tâm đi con. Má quan sát hết rồi. Dạ. Nhưng còn vấn đề hên xui nha. Hy vọng là hai má con mình không xui má ơi. Người lớn làm cái gì cũng có suy tính hết nha. Học hỏi nha mấy cưng. Nè, tránh mấy cái học hỏi kiểu này, láo cá gian lận cũng nên đâu. Ồ, ai nói gì vậy má? Rồi mũi nó bay đó con. Hàng chiên luôn á má ơi. Từ trật tự. Tôi tưởng tôi là tạc răng không? Từ ngày một, thứ tự từ ngày một, lần lượt vô giấy đi đăng ký Hoa Khôi. Đừng nói là một lần em ăn hết nguyên miếng bánh này nha. Dạ. Em ăn khỏe dễ sợ. Dạ em cảm ơn anh nha. Nếu không có anh á chứ em mất nghiện chết rồi đó. Em ăn dễ sợ. Đi đi, em đi đâu? Dạ em đi, em đi hướng này. Dạ. Ủa chứ không phải đi bên đây hả? Đúng rồi em đi hướng này. Dạ. Vậy đi đi. Ủa không đi chung hả? Không anh đi đường này mà. Lâu quá mới gặp. Đi á. Bye. Ê nhưng mà có gì? Đi. Dạ. Ôi xấu hổ thiệt mà. Lát sao tự nhiên bữa nay con rủ ông đi uống cà phê vậy Lát? Dạ tại vì thèm cà phê quá nên rủ ông đi uống cà phê cho nó vui. Bình thường tao thấy mày đi với thằng hứng không à,
Đời nào mà đi với ông già này đúng không? Dạ thì đi với hứng mất hứng rồi nên đi với ông già cho vui. Nói ăn ông già, con xỏ cái này lên đầu mà đi rồi. Con nói lộn mà, con nói lộn. Con nói là con muốn đi với ông cho nó có không khí mới. Dạ. Mở mắt to ra. Hình như là ông nhìn thẳng vô mặt con. Nó ẩn hiện hai chữ gian dối gì vậy? Đúng không? Anh nói gì vậy? Người ta gian dối là mắt phải lấu liền chứ ông nhìn mắt con có bị gì đâu. Sao? Đâu có gì đâu, ông đừng có nghi ngờ lòng tốt của con cháu trong nhà. Đó mới nói nha. Dạ. Uống cà phê. Uống mày làm hết hồn mày. Hãy đến, hãy đến với anh đêm này. Hãy thức tiếng ca cho đời mê say. 1, 2, 3, 4 cô em đều chết. Chết chắc chết với anh đêm này. Chết hết luôn. Về rồi. Đi đi con chị em. Chị nghi ăn mặc nhìn nghi quá à. Bây giờ tao ba mày hay mày ba tao? Giờ đi đâu cũng phải thông báo cho biết. Đâu có, tại thấy giống thì cô hỏi thôi. Giống gì vậy? Giống phim mà tối chiếu đó, gia đình hạnh phúc đó. Là sao? Thì cũng con về con hỏi mấy cái câu thoại đó, ba trả lời cũng gần gần giống, con tưởng ba có coi. Là cũng hai người, hai trai con về cũng đối thoại vậy đó. Cái sau đó cái người cha đi uống bia ôm. Dạ. Khùng hả? Dạ. La dù bia ôm cho lớn lên, má mà nghe má xuống má chửi tao hả? Thôi sợ quá thôi đừng đi. Tao không có sợ nha. Tao tao nể thôi chứ không có sợ. Đó, má nghe không? Mày nghe cái gì? Mày á học hành không lo học hành. Bà thấy á có... Nghe má nghe thấy tiếng má nghe nói dùng là ha. Mày hay quá ha. Mày hay quá ha. Từ sáng giờ bảnh mắt đi đâu mà tới giờ này mới về? Đi kiếm gà. Hay không? Suốt ngày mày lo đá gà không hả mày? Nha. Vậy ba con mà không kiếm được gà là gia đình mình tan nát á. Má gì mà không kiếm gà hôm nay gia đình tan nát? Trời, má kêu đi kiếm gà, về tối nấu cháo ăn, không có cái đồ ăn đó Hứ ơi, tan nát không? Má mày kêu. Đó. Rồi để vô tao hỏi má mày. Dạ, tôi kêu con gà ngon quá, thiệt, ngày hôm nay bèo lắm, phải 300, thiệt mấy anh em vòng vòng đá nhau mà đã lắm. Hay không? Cũng đi đá gà mà đặt xào xạo. Ủa vậy, chuyện mày mày giữ, chuyện ba ba giữ. À, vậy nha. Rồi đi à? Dạ. Ba đi vui vẻ. Kệ tao mày vui không kệ tao. Ba đi bia vui vẻ. Đó. Biết rồi. Ăn không đủ no, bày đặt đi thi với thố. Rảnh quá, ở không làm ba cái chuyện tào lao xịp bộm. Tại chú Năm không biết nữa thôi á, chứ trên phường người ta đăng ký xếp hạng đông nghẹt à. À mà quên nữa, con thấy cháu gái chú Năm cũng ở trên trển đó. Cái gì? Con nói thiệt hả? Dạ thiệt. Lẹp. Chà, rủ tao đi uống cà phê đồ hang. Cha, cái mặt bây giờ thấy lãng lãng nha. Hình như là con có giấu ông điều gì đúng không? Làm gì có ông. Không có ha. Ông nhìn thấy trong mắt của con nó hiện lên hai chữ gian dối đó con. Bây giờ ông hỏi thiệt con nghe không? Ông đối xử với con sao? Dạ tốt. Tốt. Vậy bây giờ có cái gì giấu ông? Con nói cho ông nghe coi. Đâu có gì đâu ông. Mày nói thiệt không có không? Con nói không có. Nè, nói láo là chết cho tao nghe chưa? Nghe không? Không có. Không có hả? Nói. Con không biết gì đâu. Mày... À, con đi à. Mày... 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 Lép, lép. Đứng lại mày. Lép.